Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử Vi về nhân tướng học, về tốt những con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai với những con giáp sau đây. Bước chân ra đường sẽ xa chân vào hố vàng. Trong tháng 6 này thì của nả vây quanh. Tháng 7 tiền tài chất như núi. Cuối năm 2022 thì thăng hoa một cách ngoạn mục. Với những ai đang tìm việc sẽ hứa hẹn có được những công việc như ý. Và bạn sẽ gặp được rất nhiều điểm thích hợp để phát huy những ưu điểm của mình, có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn khi bước chân ra đường trong tháng 6 này thì của nả vây quanh, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với con giáp người tuổi Ngọ thì trời sinh người tuổi Ngọ thường là người có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh mẽ, nên Ngọ thường có số làm lãnh đạo. Với những người tuổi Ngọ thường là người quản giao nên họ rất dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Và theo tử vi trong 2 tháng tới đây thì những người tuổi Ngọ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, nên người tuổi Ngọ có rất nhiều cơ hội kiếm được khá nhiều tiền trong cuộc sống thì thăng quan tiến chức. Và lời khuyên cho người tuổi Ngọ là bạn cũng nên không ngừng phấn đấu bạn để tạo dựng một tương lai của mình có thể là phát triển và tốt đẹp hơn. Với người tuổi Ngọ sẽ tạo dựng được nhiều tiền đề cho mình để tạo một số dư tài khoản cho tương lai của mình nó tốt đẹp hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp tháng 6 bước chân ra đường tài lộc vây quanh, đó là con giáp người tuổi Hợi. Đối với con giáp người tuổi Hợi là một trong những con giáp thông minh, lanh lợi và linh hoạt. Con giáp này luôn đối nhân xử thế và chứa rất nhiều sự khôn ngoan và khôn khéo. Đối với người tuổi Hợi có thể là người ấp ủ nhiều con đường tắt dẫn đến sự thành công và luôn tìm cho mình một lối đi riêng an toàn và khác biệt với mọi người khác. Và trong những ngày gần nhất đây thôi thì người tuổi Hợi sẽ có sao tài lộc chiếu mệnh, không chỉ là kiếm tiền dễ dàng trong việc kinh doanh mà bạn còn có thể thảnh thơi không chỉ suy nghĩ về chiến lược và công việc kiếm tiền, và kể từ đây thì mọi thứ đều suôn sẻ, vận hành trơn tru. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn với tháng 6 bước chân ra đường thì tài lộc vây quanh, đó là con giáp người tuổi Thân. Đối với Thân thì tháng tới người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi mà trước đây bản thân của họ chưa từng nghĩ tới. Thêm vào sự nâng đỡ của sao Thiên Đức nên nhiều con giáp có được những cơ hội thăng quan tiến chức với sự giúp sức của rất nhiều người. Còn với những ai mà đang tìm việc sẽ hứa hẹn có được công việc như ý và thích hợp để phát huy những ưu điểm của mình, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng nhất. Đôi khi thì bản mệnh cũng có chút suy nghĩ là phiền lòng về chuyện tình cảm, nhưng ngay sau đó bạn đã thoát khỏi những cảm giác tiêu cực và tìm được những niềm vui cho mình. Ngoài ra thì khi có vấn đề gì xảy ra thì cả bạn và người ấy đều đã biết và chủ động bàn bạc với nhau để tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Còn trên phương diện tài lộc, nếu như bản mệnh dám chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cực cao nó nằm trong tay bạn. Thậm chí là bạn có thể mở một lối đi riêng và từ đó sẽ thu về cho bạn bộn tiền, khiến cho bất cứ ai nhìn bạn cũng phải thầm khen và ngưỡng mộ. Còn đối với người làm công ăn lương thì chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình thì ắt sẽ đạt được những kết quả cao và nhận được sự khen thưởng của lãnh đạo. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về top những con giáp có số vất vả và lận đận là do ông trời sắp đặt hay là do chính bản thân của họ. Tại sao những con giáp có số vất vả lại lận đận như vậy? Đó là do ông trời sắp đặt hay là do chính bản thân họ không chịu cố gắng và thay đổi? Hẳn là trong cuộc sống ai cũng luôn mong muốn rằng mình có cuộc sống bình an và thuận lợi, ước gì được nấy, nhưng
Nhiều khi đó chỉ là mong ước mà thôi, và có những người trời sinh đã vất vả phải trải qua rất nhiều gian lao trong cuộc sống mới mong cuối đời được bình yên. Vậy bạn có biết những con giáp có số vất vả như vậy là ai không? Hãy cùng Kiến Thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu những nội dung của bài viết dưới đây nhé. Thứ nhất, đó là con giáp người tuổi Dần. Với người ta thường thấy là người tuổi Dần lúc nào cũng luôn chân luôn tay, không bao giờ nghỉ ngơi và thư giãn, luôn luôn đặt ra cho mình những mục tiêu rất cao xa, thì họ cho rằng họ là những con giáp có khí chất. Nhưng về trên thực tế thì họ luôn cảm thấy rằng mình làm thế nào cũng chưa đủ tốt. Dù có đạt được thành công thì họ cũng cảm thấy những thành công ấy không có gì là đáng tự hào. Hơn nữa, họ còn luôn tự so sánh về bản thân mình với những người tài giỏi nhất, xuất sắc. Từ đó họ nảy sinh những sự tự ti với bản thân mình và luôn cho rằng mình không có điểm mạnh gì để tự hào. Với những suy nghĩ tiêu cực ấy luôn xuất hiện trong đầu họ, khiến cho họ luôn luôn cảm thấy họ vất vả và bị áp lực. Nếu như có thể từ bỏ được những suy nghĩ ấy thì có lẽ họ sẽ sống một cuộc sống nhẹ nhõm và giàu sang hơn rất nhiều. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Thìn. Nếu như người tuổi Thìn có thể chú ý hơn trong công việc thì có lẽ họ đã giảm bớt được rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Thường ngày thì con giáp này vốn sống rất tự do phóng khoáng, biết nhìn về phía trước, đặt ra mục tiêu cho mình, nhưng lại không hay nhìn về quá khứ và nhận thức được sai lầm mà rút ra bài học cho chính mình. Chính vì vậy mà có thể họ sẽ mắc đi mắc lại một lỗi sai rất nhiều lần, khiến cho công việc tưởng chừng như đơn giản mà quen thuộc nhưng lại có thể khiến cho họ mất mát nhiều thời gian và công sức để giải quyết. Mọi người thấy rằng với người tuổi Thìn là con giáp vất vả lận đận, nhưng thực ra tất cả chỉ vì họ quá cầu thả, không chịu tập trung để giải quyết mọi công việc mà thôi. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Thân. Nếu như người tuổi Thân có thể suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng thì cuộc sống của họ chắc hẳn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về thường ngày thì con giáp này có thể tạo được một ấn tượng mình là một người vui vẻ, thoải mái, nhưng về trên thực tế họ lại rất hay suy nghĩ, rất hay lo xa. Họ thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ cho người thân của mình, và bất cứ ai thì điều đó khó khăn họ cũng muốn nhúng tay vào giúp đỡ, vì cho rằng mình là một con giáp giỏi phân tích, có thể giúp người khác giảm bớt gánh nặng. Và cứ như vậy họ lại rơi vào tình trạng mua việc vào người. Nếu như con giáp này có thể suy nghĩ mọi việc nhẹ nhàng hơn, không ôm đồm những việc khó khăn vào người, thì chắc chắn họ có thể cảm thấy cuộc sống của mình dễ thở và thoải mái hơn rất nhiều. Và các bạn thân mến, con giáp thứ tư đó là con giáp người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất là người thường không hay gặp may, cho dù họ luôn luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh hay mọi việc xảy ra xung quanh mình, trong cuộc sống của họ không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, thường hay gặp phải những khó khăn và những trắc trở. Họ vốn không phải là người không có tài, nhưng mỗi khi khó khăn xảy đến, họ lại thường xuyên lo lắng bối rối, không biết làm sao, không phát huy được năng lực của mình. Sau mỗi lần gặp những chuyện thất bại thì họ lại càng trở nên tự ti hơn rất nhiều, và họ tự đánh giá thấp cả khả năng của chính mình. Về thực chất, để cuộc sống thuận lợi hơn thì với nhiều con giáp này, cần phải làm là học cách bình tĩnh đối diện với những khó khăn, và bạn sẽ hoàn toàn có khả năng giải quyết mọi vấn đề. Hơn nữa, nếu thật sự không giải quyết được thì bạn vẫn hoàn toàn có thể nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.